Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1 trong cái chương chương này rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 2 ở trong cái chương 5 này. Đó chính là so sánh các phân số hỗn số dương. Như vậy thì trước khi mà đi vào cái bài này á, thầy muốn nói với các em một xíu trong vòng 2 phút thôi. Nhanh thôi như này. Nếu mà để so sánh á, nó chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cùng mẫu và khác mẫu em. Nếu mà cùng mẫu, ví dụ thầy lấy A phần B so sánh với C phần B. Ở đây cùng mẫu thì khi đó các em sẽ so sánh tử, nếu A mà nhỏ hơn C thì chúng ta sẽ kết luận A phần B sẽ nhỏ hơn C phần B. Còn ngược lại, nếu A lớn hơn C thì chúng ta sẽ kết luận là A phần B sẽ lớn hơn C phần B. Đó là cùng mẫu. Nếu cùng mẫu thì chúng ta sẽ so sánh tử. Nhưng nếu như khác mẫu thì sao? Ví dụ như A phần B so sánh với C phần D thì để khác mẫu thì chúng ta phải quy đồng, chúng ta phải tiến hành quy đồng để làm gì? Để đưa về cùng mẫu, đưa về cùng mẫu, sau đó chúng ta sẽ so sánh tử. Đó, vậy thôi. So sánh tử thì giống như trên đây. Còn về hỗn số, hỗn số thì nó có dạng này em, A C phần B. Đó, ở đây chúng ta đọc là A C phần B thì lấy ví dụ. Ví dụ như là 3, 2 phần 5. Ví dụ công thức này chúng ta sẽ viết là trở thành là gì? Để đưa cái hỗn số này về phân số, để đưa hỗn số này về phân số thì chúng ta sẽ lấy A nhân B cộng cho C chia B. À, giả sử như để muốn đưa cái hỗn số này về phân số thì chúng ta sẽ viết trở thành là 3 nhân 5 cộng 2 chia cho 5, nghĩa 3 nhân 5 bằng 15 cộng 2, đây sẽ là bằng 17 phần 5. Được nào? Thì cái 32 phần 5 này nó thực chất nó chính là 3 cộng cho 2 phần 5 nghe. Hai thằng này là bằng nhau này. Đó, nghĩa là gì? Nghĩa là C phần B, AC phần B thì cái này nó sẽ bằng A cộng cho C phần B. Được chưa? Đó. Hiểu chưa nào? Thì bây giờ nó chi tiết như nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở từng phần. Và thầy sẽ giải quyết cho các em các phần rồi chúng ta sẽ đi sang phần bài tập nữa là các em sẽ hiểu thôi. Ta đã biết rồi, phải chăng? Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này, chúng ta sẽ thấy nha. So sánh các phân số, một so sánh hai phân số. Bây giờ thầy làm hoạt động 1 trước. So sánh câu A âm 3 và 2 thì âm 3 chắc chắn sẽ nhỏ hơn 2. Đúng không? Câu B âm 8 với âm 5 thì chắc chắn âm 8 sẽ nhỏ hơn âm 5. Đúng không? Đó, nghĩa là âm 5 phải lớn hơn âm 8. Nghĩa là nếu như mà số nguyên dương ấy thì 8 sẽ lớn hơn 5, nhưng mà thêm dấu âm vô trở thành số âm thì âm 5 sẽ lớn hơn âm 8. Cái này ai cũng biết. Tiếp tục. Ta đã biết trong hai số nguyên khác nhau luôn có một số nhỏ hơn số kia. Rồi, cái này đã biết rồi. Rồi, ký hiệu nhỏ hơn lớn hơn biết rồi. Phân số lớn hơn không gọi là phân số dương, phân số. Phần này em ghi vô thầy nhá. Được chưa? Đấy. Cái này là theo tính chất bắt cầu này. Cái này gọi là tính chất bắt cầu. Thầy lấy, có thể lấy ví dụ một tính chất bắt cầu như thế này. Ví dụ như là âm 1 phần 2 ha? Nó nhỏ hơn 0. Mà 0 thì nhỏ hơn 1 phần 2 ví dụ. Thì từ đây thầy suy ra âm 1 phần 2 này nó sẽ nhỏ hơn 1 phần 2. Cái số 0 này là tương ứng với lại C phần D này. Rồi bây giờ cách so sánh này. Để so sánh hai cái phân số này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây này, bước 1. Tại vì sao này? Ở đây á, chúng ta nhớ là mẫu nó đã giống nhau chưa? Chưa giống nhau. Vâng. Thì chúng ta gặp cái trường hợp này này. Trường hợp 2 phần âm 5 á, theo thầy nghĩ ngay lập tức chúng ta phải xử lý và đưa cái âm này lên trên tử này, nghe trở thành là âm 2 phần 5. Khi đó chúng ta mới quy đồng giữa âm 2 phần 5 này với âm 5 phần 9, nghĩa khi đó chúng ta sẽ đi tìm bội chung nhỏ nhất của 5 và 9 thì đây chắn sẽ là bao nhiêu? 45 đúng không nào? 45. Và chúng ta sẽ làm giống như cái việc mà chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu giống như cái bài số 1 chúng ta đã biết. Và cái cách đi tìm bội chung nhỏ nhất, thay loại bộ chung nhỏ nhất ở trên cái máy chúng ta đã biết rồi, nhớ đó chính là phím gì? Phím alpha và chia, ra cú pháp lại LCM. Sau đó chúng ta sẽ viết ví dụ như đây là 5 phẩy, lại shift
phải ở đây 9 đóng ngoặc lại 45, thấy chưa nào? Thì cái này thầy đã bày ở trong clip ở tiết 1 rồi, đúng chưa? Sau đó chúng ta quy đồng. Quy đồng để làm gì? Để chúng ta đưa về cùng mẫu. Khi cùng mẫu rồi, các em sẽ so sánh tử, thấy không? Cùng mẫu để làm gì? Để so sánh tử. Đó. Như vậy ở đây các em thấy âm 18, âm 18 với âm 25 thì cái nào lớn hơn? Cái âm 18 này sẽ lớn hơn âm 25. Cái miếu đây này. Đó. Khi đó chúng ta kết luận phân số này sẽ lớn phân số này. Mà phân số này chính là gì? Chính là thằng này. Phân số này chính là thằng này. Thì chứng tỏ thằng này sẽ lớn hơn thằng này. Khi chúng ta kết luận, phải là kết luận cái phân số còn phải so sánh hai thằng này. Chứ không phải khi đó chúng ta kết luận là âm 2 phần 5 là sai. Mà người ta phải kết luận là 2 phần âm 5. Tại vì cái này người ta đưa ra để yêu cầu so sánh với thằng này. Hiểu chưa? Đấy. Dạ thôi. Ghi thầy phần này vô để học. Ta đi sang ở trang 32 nha. Ta sẽ đi sang ví dụ 1. So sánh ở đây là cùng cùng gì? Cùng mẫu. Nhưng mà trong quá trình làm nhớ đưa cái âm này lên trên tử. Đưa âm mẫu này lên trên tử này. Rồi so sánh nha. Nếu ở đây khác mẫu thì quy đồng. Tương tự như vậy. Ở đây người ta giải rồi, thầy không nói nữa. Bây giờ thầy sẽ làm cho em phần bài tập 1. So sánh. Câu A. 7 phần âm 11 thì các em đưa cái âm lên trên tử trở thành là âm 7 phần 11. Nhớ dùng cái nha. 8 phần âm 11 đưa lên trở thành âm 8 phần 11. Được chưa? Vì trước. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh âm 7 với âm 8. Thằng nào lớn hơn? Thằng nào lớn hơn? Âm 7 sẽ lớn hơn âm 8. Đúng không? Vậy âm 7 lớn hơn âm 8. Nên trước đây. Nên rồi miễn vậy nha. Được 3 bước này. Nên bây giờ cái phân số âm 7 phần 11 so với âm 8 phần 11, thằng này sẽ lớn hơn. Được chưa? Vậy âm 7 phần 11 thì chính là mục đích cuối cùng là cái này nè. 7 phần âm 11 nó sẽ lớn hơn 8 phần âm 11. Được chưa? Các em hiểu chưa nào? Câu A là như vậy. Đây sang câu B. Âm 5 phần 3 cứ để đó. 5 phần âm 4, đúng không? Âm 5 phần âm 5, 5 phần âm 4 ta đưa về trở thành âm 5 phần 4 như này. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm bộ chung nhỏ nhất của mẫu đây là 3 với lại 4 thì đây chính là bằng 12. Ta không cần bấm máy tính ta cũng sẽ thấy. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Nếu như mà nhanh á thì chúng ta làm luôn, không cần phải đi tìm thừa số phụ. Mà chúng ta lấy thừa số phụ đó thì em sẽ nhân luôn. Bây giờ thầy nghe thầy làm thừa số phụ cho nhanh này. Nha. Tìm thừa số phụ nhanh lắm em, nhìn đây. Các em để tìm thừa số phụ của cái mẫu này á là em lấy mẫu chung này. Em lấy mẫu chung này em chia cho 3. Em chia cho 3 thì bằng mấy? Bằng 4 thì 4 đó chính là thừa số phụ, em nhân ở đây cho 4. Lấy 12 chia cho 4 thì được mấy? Được 3. 3 đó chính là thừa số phụ, nhân ở đây cho 3. Như vậy đây sẽ là âm gì? Âm 20 phần 12. Và cái này sẽ bằng âm 15 phần 12. Vì chúng ta so sánh âm 20 và âm 15. Thằng nào lớn hơn? Chắc chắn âm 15 này sẽ lớn hơn. Nên âm 20 phần 12 sẽ nhỏ hơn âm 15 phần 12. Có đúng không? Vậy ta kết luận cuối cùng, âm 20 phần 12 chính là thằng này. Đó chính là âm 5 phần 3. Nó sẽ nhỏ hơn 5 phần âm 4. Vậy thôi. Cuối cùng ạ. Câu A này rất rõ ràng luôn, không có gì khó cả các em. Khi các em hiểu phần này thì các em cảm thấy rất là hay. Và các em sẽ thích làm phần bài tập này. Thầy nghĩ là như vậy. Được chưa? Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo các em nha. Ok. Rồi. Ta đi sang phần hỗn số dương. Chúng ta sẽ đi sang phần 2 hỗn số dương các em. Dương nhớ mày âm nha. Ta đi sang hoạt động 3, tìm thương và số dương trong phép chia 7 chia 4. Đây thầy chia nhanh trong đây em thấy nè, 7 chia 4. 7 chia 4 thì được 1, thương là 1. Ở đây 4 trừ ra thì đây chính là dư nè.
Đây chính là thương này, đây chính là số chia này, đúng không? Còn cái số 7 này người ta gọi là gì? Số bị chia. Số bị chia, có đúng chưa? Thầy ghi rất rõ như vậy. Viết phân số 7 phần 4 dưới dạng tổng của một số nguyên dương và một phân số bé hơn 1. Như vậy thì ở đây 7 phần 4, 7 phần 4 thì hồi nãy thầy đã nói rồi, cho em trước rồi, AC phần B này chúng ta có thể viết trở thành là A cộng cho C phần B. Như vậy thì 7 phần 4 này chúng ta viết cái số thương này trước này, nghĩa là 7 phần 4 nó sẽ bằng lấy thương này cộng cho số dư nha. Nhớ lấy số dư chia cho số chia, số dư chia cho số chia em nhé. Ok, như vậy thì cái này chúng ta sẽ viết ra trở thành là 1, 3 phần 4. Đó, 1, 3 phần 4. Đấy, cái này được gọi là hỗn số này. Cái này được gọi là hỗn số. Và đọc đó chính là khi chúng ta, đó chúng ta đọc phần nguyên này trước. Cái phần này là phần nguyên này. Như vậy thì đó chính là đọc 1, 3 phần 4 hay là 3 phần 4. Số 4 này, 4 được mà 4 cũng được, được chưa? Ghi thầy phần này vô. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì viết một phân số lớn 1 thành tổng số nguyên dương và một phân số nhỏ hơn 1, rồi viết chúng liền với nhau thì được một hỗn số dương. Ví dụ ở đây, có phải ví dụ bây giờ 21 chia cho 5 này, có phải đây được 4 thì dư đây sẽ là 1. Khi đó các em sẽ viết cái thương này đó chính là đúng không nào? 21 chia cho 5. Chia cho 5 thì cái này sẽ bằng bằng 4 này. Cộng ở đây lấy số dư chia cho gì? Chia số bị chia là 1 phần 5. Hiểu chưa? Nếu viết ghép lại trở thành là 4, 1 phần 5. Vậy thôi. Rất là dễ nghe. Ví dụ 3. Còn muốn chuyển về thì thầy đã nói rồi, lấy đây nhân đây và cộng với thằng đây. Người lấy 2 nhân 5 cộng 3 chia 5 sẽ bằng là 13 phần 5. Xong. Thì bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở cái bài tập 2 nữa là xong phần lý thuyết của cái bài này nha. Được. Viết mọi phân số sau thành hỗn số. Bây giờ thầy sẽ viết này. 14/3. 14/3 thì nó bằng cái gì em? 14/3 bây giờ chúng ta thầy sẽ chia em xem này. 14 chia cho 3. Đúng không? Thì kết quả đây sẽ là bao nhiêu? 4 này. 4 này. Ở đây ra được 12 trừ ra số dư là 2. Như vậy chúng ta sẽ phải viết thương này. Thương là số 4 này, cộng này, lấy số dư này, lấy đây là số dư này nha. Số dư chia cho số bị chia là 2 phần 3. Được không nào? Và cái này nó sẽ bằng 4, 2 phần 3. Xong. Vậy thôi. Hiểu không? Hiểu cách viết chưa? 22 phần 7 bằng này. Bây giờ thầy chia cho em thấy này. 22 chia 7 này. Thì cái này sẽ được 37/21, 37/21 này. Trừ ra thì số dư đây sẽ là 1. Như vậy thương đây sẽ là 3. 3 thì khi nào chúng ta cũng phải viết thương trước. Ở đây là 3 này. Cộng này, lấy số dư này, lấy số dư chia cho số chia 1 phần 1 phần 7. Như vậy chúng ta viết để ta là 3 1 phần 3 1 phần 7. Xong. Được không? Rất là dễ hiểu. Câu B là câu A nha. Viết mỗi hỗn số sau thành phân số 2, 3 phần 4. Thì công thức đã có rồi. Công thức đã có rồi đúng không? Lấy 2 x 4 cộng 3. 2 x 4 cộng cho 3. Chia cho mấy? Chia 4. 2 x 4 bằng 8 cộng 3. Nhưng mà cái này sẽ bằng 11 phần 1 phần 4. Xong. Vậy thôi. Chúng còn rườm rà gì nghe. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy là gì? 5 gì? 5 x 6 cộng 1. Như vậy ở đây 30 cộng 1 sẽ bằng 31 phần 31 phần 6. Em rõ chưa? Hiểu chưa nào? Hiểu để biến đổi một phân số về hỗn số và một hỗn số về phân số chưa? Các bước là thầy thực hiện rất rõ ràng rồi. Còn về phần bài tập, đây nghe. Được chưa? Ở bên đây thì qua cái bài số 3 rồi. Chúc em học tốt nha. Bye bye, ok. Trong clip sau thầy quay cho em phần bài tập nha. Rồi.